Elon Musk. Các tỷ phú dĩ nhiên là không giống tôi hay là giống các bạn. Thế nhưng tại sao mỗi năm họ lại sẵn sàng tiêu hàng triệu đô la cho đội ngũ PR để quảng bá hình ảnh sống giản dị, dân dã của mình? Rõ ràng là nếu đích thị là giàu ngầm thì họ đã luôn kín tiếng trên mặt báo. Thế nhưng mà đằng này thì họ luôn cố tình khoe đi xe cà tàng, ăn quán bình dân và sống trong những ngôi nhà không thể khiêm tốn hơn. Tôi từng làm một video về gã này. Trước khi vụ lừa đảo tỷ đô bị phanh phui, ông chủ của sàn tiền số FTX từng trả lời dõng dạc trước phóng viên rằng mình không mua xe Lamborghini vì thấy không cần thiết. Sam Swan trưng ra hình ảnh của một thiên tài về tài chính, không bận tâm đến những lề thói của xã hội và chỉ tập trung vào việc cứu rỗi thế giới. Anh ta trông không khác gì dân chơi trượt ván, một người đàn ông với tâm hồn trẻ thơ cùng kiểu tóc bờm sờm, mặc áo phông, quần đùi và giày thể thao trong khi ngồi ngay kế bên cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu thủ tướng Anh là Tony Blair. Tràn ngập trên mặt báo chỉ là những câu chuyện kiểu như là tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới vẫn thuê căn hộ ở chung hay nằm ngủ thoải mái trên sàn nhà. Thế nhưng thực chất, trước khi FTX phá sản, anh ta đã dùng chuyên cơ đến các buổi tiệc linh đình tại biệt thự triệu đô và gặp gỡ người nổi tiếng. Ở văn phòng thì anh ta ngủ trên ghế lười, thế nhưng thực tế Sam sống trong căn penthouse trị giá 30 triệu đô la do công ty đứng tên tại khu nghỉ dưỡng độc quyền ở Bahamas. Anh ta cũng bay đi bay lại giữa Bahamas và Mỹ như đi chợ bằng chuyền cờ. Trong những ngày đầu của FTX, Sam Swan và đồng bọn bị bắt gặp lái những chiếc xe thể thao đắt tiền, cái loại mà mấy gã phất lên nhờ tiền số vẫn hay đi ấy. Theo bằng chứng được trình ra trước tòa, sau đó anh ta đã bán xe sang và khuyên các lãnh đạo khác của FTX làm điều tương tự vì mấy cái xe đắt tiền đó không phù hợp với hình ảnh của họ, muốn tiếp thị với khách hàng và nhà đầu tư. Sam có một chiếc Toyota Corolla, thế nhưng đừng coi thường vì FTX đã bơm hàng đống tiền cho đám influencer tung hô con xe cà tàng đó. Và hóa ra thì kiểu tóc bù xù và bộ cánh xuồng xã để trưng ra trước công chúng của Sam còn được chăm chút cẩn thận hơn cả tiền của khách hàng gửi vào FTX. Tương tự, chúng ta có cô gái vàng của thung lũng Silicon kiêm Steve Jobs phiên bản nữ, Elizabeth Holmes, mặc cùng một kiểu quần áo mỗi ngày, áo len cổ lọ màu đen, quần thụng và đôi giày đen kiểu đồng phục này, tạo cảm giác cô là một tỷ phú bận rộn, thay đổi thế giới và không có thời gian để lựa chọn quần áo như người bình thường. Ở tuổi 19, Elizabeth đã mở startup riêng và huy động được hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư với lời hứa rằng công nghệ xét nghiệm máu với chỉ một giọt duy nhất mà cô phát minh ra sẽ thay đổi toàn bộ ngành y tế. Trên tạp chí, cựu nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ chia sẻ rằng cô có khoảng 150 chiếc áo cổ lọ. Như thế rất tiện, vì không như các chị em toàn than thở không có gì để mặc. Mỗi ngày Elizabeth đều khoác lên mình những bộ quần áo tương tự nhau, không phải lăn tăn gì hết. Thay vào đó thì cô có thể tập trung 100% công lực vào sự nghiệp. Thế nhưng câu chuyện đó cũng như là công nghệ xét nghiệm máu đã giúp cho cô ta trở nên nổi tiếng và giàu có, hóa ra chỉ là giả tạo mà thôi. Một cựu đồng nghiệp tiết lộ rằng cô ta cố tình bắt chước phong cách ăn mặc của Steve Jobs, thậm chí còn mặc chính xác mẫu áo cổ lọ mà người sáng lập Apple ưa thích. Hình ảnh một thiên tài lịch lãm với bộ đồ màu đen đã có tác dụng trong một khoảng thời gian, lừa được một số nhà tài chính nổi tiếng và cả những người có tầm ảnh hưởng ở nước Mỹ nữa. Thế nhưng rồi khi mọi thứ sụp đổ, người ta thấy Elizabeth mặc bộ đồ xám xịt đứng trước tòa vì tội lừa đảo. Sau đó là bộ đồng phục của team Juventus. Tất nhiên là không nhất thiết phải lừa đảo thì mới trưng ra được bộ mặt giản dị đâu. Thế nhưng mà chắc chắn các tỷ phú thời này đang cố gắng flex cái sự nghèo khó là có mục đích tính toán kỹ càng hẳn hoi. Có 3 lý do để giới tỷ phú chạy theo mốt khoe nghèo. Đầu tiên là việc hành động giống người bình thường sẽ giúp họ đạt được những gì họ muốn. Hẳn là bạn đã từng nghe đến trào lưu xa xỉ thầm lặng. Đó là những người giàu mua những vật dụng chất lượng cao nhưng không phô trương độ giàu có. Họ làm như vậy để tránh trở thành trung tâm của sự chú ý và những rắc rối đi kèm nếu người khác biết họ giàu. Dạ, hãy hỏi cô Kim siêu vòng 3 thì biết. Vào năm 2016, khi đến dự tuần lễ thời trang Paris, Kim thường xuyên chụp ảnh tự sướng bên các trang sức quý giá, đồng thời cập nhật toàn bộ lịch trình chuyến đi trên trang cá nhân. Y như rằng là chỉ một tiếng sau khi một ngôi sao thị phi này đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, kẻ xấu đã ập đến và lột sạch mọi thứ. Thế nhưng xa xỉ thầm lặng kiểu gì khi bạn mời Nas Daily đến làm video về con xe cà tàng và tủ quần áo nhạt nhẽo của mình? Thay vì giữ kín tài chính của mình, những ngôi sao của thung lũng Silicon đang làm hết sức có thể để thuyết phục bạn rằng không, họ không quan tâm đến tiền bạc, rằng tiền bạc không thể làm họ biến chất được. Kiểu flex nghèo này là một chiến lược thiên tài để đánh bóng hình ảnh cá nhân cũng như là nhãn hiệu của họ đại diện. Ngày nay, các công ty lớn trên thế giới đang có mốt là được lãnh đạo bởi một CEO quần sóc áo phông thay vì các chủ tịch đóng bộ com lê lượt là. Đơn giản là vì
Nhà đầu tư thích thế, khi mà khoác lên mình lối sống tằng tiện, các CEO đang gửi đi thông điệp rằng họ đang chuyên tâm làm ăn. Niềm tin này cũng không phải là vô căn cứ. Vào năm 2012, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ đã được thực hiện một nghiên cứu trên hai nhóm CEO. Nhóm 1 là những người sở hữu ô tô giá trị hơn 75.000 đô la và nhóm 2 là dưới con số này. Kết quả cho thấy những CEO, CFO không tằng tiện trong chi tiêu cá nhân thuộc nhóm 1 thường có xu hướng tận dụng tay trong để gian lận tài chính nhằm trục lợi hơn nhóm còn lại rất nhiều. Thế nhưng đừng dại mà tin rằng mấy ông CEO này thực sự từ bỏ những thú vui xa xỉ nhá. Họ chỉ bắt đầu nói dối về chúng mà thôi. Warren Buffett luôn nói về chuyện sở hữu một chiếc Cadillac XTS 2014 cả tàng. Thế nhưng sự thật là ông thường xuyên đi lại bằng chiếc xù bàn cùng nguyên một đội vệ sĩ. Mark Zuckerberg lúc nào cũng lên mặt báo trong chiếc áo thun xám. Thế nhưng nó lại được thiết kế riêng và có giá từ 300-400 đô la. Elon Musk thì muốn bạn tin rằng sau khi bán sạch nhà cửa, tỷ phú giàu nhất thế giới đang ở nhà thuê rộng 37m² ở cạnh nhà máy SpaceX. Thế nhưng tờ Wall Street Journal đã chỉ ra rằng ông ta chủ yếu sinh hoạt trong khu dinh thự hơn 700m². Chưa kể, tất cả những nhân vật vừa rồi đều có máy bay riêng chứ không nghèo như cái cách họ flex. Tất nhiên, chẳng có gì sai nếu họ tận hưởng lối sống xa xỉ vì tiền là của họ mà. Họ muốn làm gì không ai có quyền can thiệp. Thế nhưng còn hai lý do nữa khiến các tỷ phú chi ra hàng triệu đô la để thuyết phục chúng ta rằng họ không phung phí lấy một xu. Cách đây vài tháng, các tờ báo của Mỹ dần dần đưa tin dò dỉ trong ngoặc kép rằng tại một cuộc gặp mặt của giới nhà giàu, phu nhân tỷ phú Warren Buffett đã lỡ miệng chê cốc cà phê 4 đô la quá đắt. Bảo rằng nhóm tài phiệt này lỡ miệng dò dỉ ra ngoài cũng ngang khả năng Hoàng gia Anh vô tình lộ thông tin vậy. Chẳng có gì là dò dỉ hay lỡ miệng ở đây cả. Chúng ta đọc được những thông tin đó đơn giản là vì chính chủ muốn nó lên mặt báo. Rõ ràng là mẩu chuyện phu nhân chủ tịch sống tằng tiện này dễ viral và giúp quảng bá dự án tiếp theo của Warren Buffett hiệu quả hơn bất cứ cuộc trò chuyện làm ăn nghiêm túc nào trong cuộc hội nghị ấy. Đúng vậy, lý do thứ hai giả nghèo cũng là một chiến lược bán hàng hiệu quả. Theo Forbes, thế giới đang có 2.640 tỷ phú. Tuy nhiên tạp chí này cũng thừa nhận có nhiều cái tên không được đưa vào danh sách vì Forbes không thể thu nhập được dữ liệu về họ. Sự thật là tất cả những người giàu có mà bạn quen mặt thuộc tên, bạn chỉ biết họ vì họ muốn như vậy. Một số người giàu có muốn tận hưởng sự yên bình, trong khi số khác thì biết rằng thành công của chính mình là cách tốt nhất để bán hàng. Bởi vì khách hàng sẽ luôn nhìn vào thành công của bạn và tin tưởng những lời bạn nói. Hai người đàn ông đã từng bỏ ra 650.000 đô la để đấu giá thành công một bữa trưa với Warren Buffett. Trong bữa ăn đó, Buffett đã cho họ những lời khuyên mà họ đánh giá là đáng đến từng đồng. Tôi thì không biết những lời khuyên đó có giúp họ thành tỷ phú được hay không. Thế nhưng chắc chắn là Warren Buffett vừa bỏ túi được 650.000 đô la, đúng là được ăn, được nói, được gói mang về. Khi mà các tỷ phú khoác lên lớp vỏ ngoài giản dị, công chúng thấy họ dễ gần, dễ đồng cảm, được truyền cảm hứng một ngày nào đó, mình cũng sẽ phấn đấu được như họ. Và từ đó, dễ bỏ tiền, mua sản phẩm hơn. Nếu muốn bán sách self-help hay là các khóa học làm giàu đắt tiền cho công chúng, thì trước tiên phải tỏ ra thật gần gũi, thân thiện với họ cái đã. Hoặc là nếu muốn khách hàng có tiền đi mua sản phẩm có tác dụng đổi đời của mình, phải dạy cho họ cách sống tiết kiệm và cắt bớt chi tiêu và những khoản khác. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều người đổ xô vào nền tảng FTX của Sam Swan để mà rồi ngã ngửa vì bị lừa khi nó phá sản. Bởi vì hình ảnh một thiên tài mọt sách không quan tâm đến sự xa hoa hay quyền lực sẽ dễ hấp dẫn những người đang tìm kiếm một nơi trung thực để giữ tiền của họ. Và nguyên nhân cuối cùng là để quản lý nhân sự dễ hơn, nhất là trong các công ty gia đình. Các CEO tỏ ra tằn tiện thì cũng dễ thuyết phục người lao động chấp nhận mức lương hiện tại và bớt đòi hỏi hơn. Và chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay cho những chủ nhân thực sự của giải Oscar, diễn viên xuất sắc nhất. Đừng thấy người giàu cosplay người nghèo mà nghĩ rằng họ giống mình, vì trong những cái đầu đầy sỏi này, mọi thứ đều có động cơ, chiến lược.